Xa khoa đi khá. Có lẽ cũng chưa nhiều người trải nghiệm ẩm thực Thái Lan nên tôi sẽ review cực kỳ chi tiết về món ăn ở đây cho mọi người cùng biết. Món khai vị đầu tiên là gỏi tôm khỏa thân tắm mắm chanh. Tôm khỏa thân là tôm sú tươi bóc nón, được rội mắm chanh ớt chua ngọt ăn cùng rau thơm đem lại cảm giác cực kỳ tươi mát. Món chính tiếp theo là gà lạnh tắm thảo dược. Nổi bật lên ngay từ miếng cắn đầu tiên là da gà siêu giòn, ngát thơm hương vị của quế chi, hoa hồi cùng rượu hoa tiêu. Món heo răm nướng tảng sốt nam chim chao có hương vị khá giống với heo nướng ngũ vị, nhưng khi chấm với loại sốt riêng, ăn kèm miếng xoài xanh rôn rốt rồi bổ sung thêm một chút the mát của húng bạc hà đã đưa món ăn lên một tầm trải nghiệm mới mẻ. Sang đến món gỏi cá chê xây tổ thì đây là cá chê bằm đem chiên giòn. Món này được ăn cùng sốt mắm chua ngọt để trung hòa với độ chua của xoài và độ ngấy của cá chê chiên giòn. Đã ăn đồ Thái thì không thể bỏ qua món súp tâm yum hải sản được. Súp thơm sực lên mùi thơm của lá chanh thái, xả vào nước cốt dừa. Một thìa súp như một chiếc vé đem lại trải nghiệm ăn uống ngay tại thủ đô Bangkok. Ẩm thực Thái Lan đặc biệt đậm đà, không chỉ ở hương vị mà cả màu sắc. Đó là do sự kết hợp giữa thịt, cá, tôm với gia vị và nhiều loại rau củ mang nhiều màu sắc khác nhau. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé.